cây quỳnh, có một khách hàng ở Hưng Yên muốn kiểm tra cái cây này xem là nó bao nhiêu gốc, và cái thứ hai là kích thước các thứ để chúng ta khi người nhận hàng nó chính xác. Bây giờ tôi đếm một cách rõ ràng là 5 cái gốc to. Đây tôi để vào đây là 3 cái này. Cái gốc này mọc 3 thân nhưng vừa dưới nó vẫn là một gốc. Và cây quỳnh này là một gốc mọc lên từng này thân chứ không phải là, đây là 3 này, cái này là 4 này, và một cái gốc to bên này nữa là 5 này. Đấy, tôi để ngón tay vào đây các bạn nhìn thấy là 5 gốc chính này. Thế thì gốc chính này còn lại là một gốc phụ nhỏ này, 2 này, 3 này, 4 này. Thế là thành, nếu mà tính từ dưới đất lên là đúng 5 gốc. Nhưng từ cái gốc này nó ra 3 thì thôi ta không, ta vẫn tính là 1 đi. Thế còn cái nhỏ này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 4 với lại 5 là 9. Còn 5 cái thân to nhá. Đấy, mà cái thân này là các bạn nhìn này, đúng bằng gần bằng ngón tay cái đúng không? Tôi để ngón tay cái vào đây này. Thế còn cái gốc này này cũng bằng ngón tay, to hơn ngón tay cái mà dài gần 40 phân này. Và cách thay cái cây quỳnh này sang một cái, tôi giới thiệu các bạn là cách thay cái cây quỳnh này sang một cái chậu cây mới. Thì cây này là cái chậu này là cũng đã hơi chật rồi. Cái lượng đất và dinh dưỡng như này, nếu để cái chậu này chúng ta phải thăm chăm thường xuyên. Như nhà vườn chúng tôi 1 tuần đến 2 tuần là sẽ chăm phân bón cho nó một lần. Thế còn cái chậu này mà muốn các bạn muốn lấy ra mà cây quỳnh nó không bị ảnh hưởng tí nào thì chúng ta lấy búa ghè nhẹ cho nó vỡ, nó dập dần nó vỡ rơi cái, ta bao nhặt dần cái, và cái chậu sứ vỡ này ra ngoài. Ta lấy một cái lưới đen hoặc là cái lưới cá cũng được. Ta mới quay vòng quanh cái thỏi đất nó vẫn đứng yên. Ta quay vòng quanh lín thật chặt lại để cho ép đất cho nó không thể tỏ ra được. Quấn vòng quanh thôi. Thế xong bắt đầu ta lừa lựa, ta bốc cả cái cây quỳnh này. Hai người gì đó, cái cây này chỉ cần hai người thôi là bốn tay là bốc lên đặt vào một cái chậu mới. Cái chậu của các bạn là tùy theo ý, nhưng cái chậu phải đường kính lòng của nó phải to hơn cả hai cái đường chéo của cái góc chậu này. To hơn, ta đặt nhẹ nhàng vào trong giữa cái chậu đấy và ta tính độ cao của cái đất mà ta bốc ra. Thì ta phải sắm sẵn cái chậu nó có cái lượng đất mà còn lại cái đoạn hở là chính là cái đoạn chiều cao của cái cây này. Ta để nhẹ nhàng vào đó xong rồi lấy đất. Đất nó phải, chúng ta phải là đất nó khô khô một chút, chứ là đất nó ướt quá thì nó làm vỡ cái bồng này. Nó khô khô một chút và nó nhỏ, ta đổ vòng quanh như kiểu ta đổ cát ấy. Mà đất này các bạn mua đất dinh dưỡng như của chúng tôi là nó mịn và nó đổ, thì ta đổ vòng quanh, đổ được một lửa cái chiều cao nó, ta ấn nhẹ xuống, xong ta đổ một tiếp, đổ đến khi đầy thì ta ấn nhẹ vòng quanh để cho đất tương đối chặt. Trồng xong các bạn ấn đất vừa phải thôi, xong rồi chúng ta cho tưới nước nữa ngay để hai cái lần đất đấy nó liền với nhau thành một khối. Và chúng ta nhớ là giữ những cái khung này cho nó tốt. Nếu mà cây mới cũng có thể ta cắm thêm những cái này là khung sắt, ta có thể cắm thêm cái cây que sắt, hoặc nếu mà ta không có ta cắm que dóc cũng được để cho cây đứng nguyên ở vị trí mới. À, chúng ta lẹp lại chứ sợ mưa gió nó sẽ đổ, mà cây vừa mới sang thì đổ nó sẽ đứt rễ của ta. Thế còn cây quỳnh này cả chậu đây, tôi cao 1m7 đúng không ạ? Cái cây quỳnh này tôi với tay này cũng không hết đúng không? Nghĩa là tổng cây của tôi là cao trên 2m này. Thế mà đường kính tán này. Bây giờ tôi đứng đây tôi giang tay này. Các bạn sẽ nhìn rõ. Đó. Ta sẽ nhìn rõ cái khoảng cách của cây đúng không? Này, tôi đưa hai tay lên trời này. Đấy là ta nhìn cái khoảng cây. Đấy, là cây nó một ôm như này, nếu mà như này tôi ôm này là hai người ôm vào là cái cây của ta là vừa gọn. Một người ôm bên kia là vừa đủ. Đây tôi ôm này được đúng một nửa này. Đấy, cách thay chậu là các bạn thay như vậy thì cái cây của chúng ta nó sẽ không bao giờ bị hỏng gì. Cây này đã từng ra rất nhiều hoa, bây giờ lại tiếp tục ra hoa. Bây giờ lại có lụ nhỏ đây. Lụ nhỏ bắt đầu ra này. Nhưng lần này thì là lần cuối mùa rồi, hoa không nhiều lắm, nhưng mà vẫn có ra một chút nữa. Bây giờ nó ra chỉ vài bông thôi, còn đợt cao điểm nó ra trên 50 bông. Còn nếu các bạn chăm sóc tốt sang năm có thể lên đến 100 hoặc hơn 100 bông với cây quỳnh này. Như thế là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách mà thay một cái chậu cây ra mà rất là an toàn, không bị ảnh hưởng gì đến cây cả.